Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Lời mẹ mãi như đồng lúa chiều dì dào, tiếng ru bên thềm trăng xa soi bóng mẹ thương con như vầng trăng tròn mùa thu. Tình mẹ yêu mến như làn gió đùa mặt hồ. Lời ru mát mát như sao diều rực rỡ. Nắng mưa sớm chiều vui cùng tiếng hát trẻ thơ. Anh cứ quay người sửa sửa, anh cứ vừa quay. Ôi đẹp mà. Ngồi nghe mà. Liên không là gật đầu liền á, chớp mắt liền. Bây giờ má có muốn gặp Liên không Liên ha? Có chớp mắt hả? Có muốn gặp Liên giờ hả? Giờ con quay cuốn phim thì gọi con cho nó ha. Ha. Tao chỉ kim. Má thì con hỏi má, má có chớp mắt không? Đó, má mắt má đang dự định hỏi cho con đó có chớp mắt không? Để tay má xuống bụng đầu thấy gì đó. Thấy gì đó là gì nè, nó nể xuống bên nữa thôi. Nãy đến giờ rồi. Cứ để nó xuống đấy không? Thấy không? Tay, tay lại. Tay lại, thấy không biết. Cái hồn chúa đi. Hôn đi, mẹ hôn chúa. Hôn đi cái mũi hồn chúa. Có như là tay cử động được nhưng mà mặt không cử động được nữa. Con tay lại đấy. Nó giữ chúa. Khó thác cho chúa hết rồi, bây giờ là khó thác.
dáng đưa là ôm chặt cứng luôn, không có thả ra tay được. Thôi. Má nói gì má nói đi rồi má muốn quay gửi cho nó. Má nói đi. Nó không được. Nói lắm nè. Đó, ơ ơ nè. Không được. Bây giờ má phó thác cho Chúa đi ha. Bây giờ mình nó phó thác cho Chúa đi, Chúa cắt bớt cơn đau ốm cho má ha. Ha. Con Liên là nó nhớ má lắm á. Nó coi cuốn phim này là nó biết hết trơn á. Sao không muốn nói gì đâu? Thôi không biết anh Chúa à. Không phải đâu. Có cái gì đó mà nói rồi giờ có biết gì đâu. Muốn nói cái gì tự động cái tay mình không có hiểu, không có hiểu được gì đâu. Nó chết mất đi. Nó chết mất đi. Bây giờ bà, để cái tôi gọi lên cho bà già nhìn hình vừa nó đi. Không nhìn thấy mà. Cái sao mà biết không thấy? Cái mắt đờ. Tấm hình bự mấy mai trong quyển bưng. Để tôi hình cho bà già nhìn gọi lên đi. Để nhìn tí đi. Bây giờ lấy hình gọi lên cho má coi ha. Đây đâu rồi? Má coi là má yên lòng lấy đi ha. Con tấm hình bự. Con dậy ra ngoài lấy đàng hoàng đi con. Ở đây đúng rồi đó lên. Không phải cái cuốn anh không. Cái tấm riêng mình nó chụp phải cái chỗ cái nhà đó. Cái đó nhỏ xíu mà sợ má không thấy. Nó lâu rồi. Anh tao đèn chưa? Anh nhìn anh chiếu trúng cái hình của anh. Thấy. Anh thấy. Hình lên đó. Thấy không? Đây này. Nói nè, má sao? Không thấy, không thấy, không mắt không đưa qua đưa lại làm sao mà thấy. Nó đó thì còn lên đó. Hình lên đó. Bà nói đâu? Nó này trong hình nè. Bà nói đâu rồi? Nó bên Mỹ. Nó bên Mỹ á. Bà lên bà sẵn rồi. Nãy giờ lên là bà sẵn rồi. Không thể quay trước. Nghĩa đâu có quay. Nhà đó. Ai cũng cản đâu. Cho quay quay nó nhìn thấy tội nghiệp nó. Nó nhìn nó như thế. Nói nó là bây giờ lúc bà già sinh thì như vậy đó là anh em đầy đủ mặt mũi chỉ bằng trước của mình nó thôi. Bây giờ ông đại diện ông nói nó đi rồi ảnh thâu vô luôn. Hôm nay trong 6 giờ là má má bị kêu. Sao kể nội dung cho nghe. Má kêu thì nó dậy đi bán. Không ai ở nhà đi làm. Nó kể hết hôm qua nói chuyện là bình thường đó. Má lúc mau đâu. Sáng nay là 7 giờ rưỡi sáng, anh nhận được tin là má hấp hối. Hôm nay tất cả anh chị ngồi xung quanh đây. Như là có quay được cuốn phim này và coi cho em. Anh để cho em biết những lúc má xin thi này. Để cho em biết. Lúc sáng giờ sáng nó còn tỉnh. Lúc sáng 6 giờ sáng nay thì má rất tỉnh, nhưng lúc khoảng 7 giờ mấy thì má không còn biết gì nữa hết. Thì hiện bây giờ nó má như là anh chị ở đây cũng như là có nói tới em thì má rất là nhớ em. Giờ anh không biết nói gì hơn. Còn những công việc từ trước đó là anh có giấu em lại thì mời xa không muốn em đau lòng. Bây giờ bao nhiêu phút này anh qua cuốn phim này để cho em biết và thứ lỗi cho anh chị. Thì coi như là má thì là má bệnh ung thư đó em. Má bệnh ung thư là đã từ lâu lắm rồi, nhưng mà nói chung là hai bác ở bên đó là chỉ có viết thơ riêng. Thì hai bác ấy còn giấu em thôi. Thì bây giờ là coi như là hồi má là bệnh như vậy là ung thư gan. Ở hôm nay thì cái bụng của má rất là bự. Vào lúc 6 giờ sáng nay thì má rất là tỉnh. Má còn kêu mấy đứa dậy đi bán nữa. Nhưng đến khoảng 7 giờ mấy là bắt đầu má bị á khẩu và không nói được nữa và mắt láo liên để tìm con cháu. Thì lúc đó là coi như là bác Dũng coi như là thấy má như vậy á thì liền đi gọi điện thoại cho anh Bình. Thì anh Bình mới kêu điện thoại cho chị thì chị và điện thoại hết tất cả cho các bà con bác Tam bác Nhị về đây để nhìn mặt má. Hiện giờ má cũng còn là mê man bất tỉnh đó. Má hiện bây giờ là em nhìn thấy là coi như là má coi như là không biết gì hết, mắt là lã đờ đờ rồi. Nói nghe được và nói thì má biết má nghe được nhưng mà má không nói được. Đó. Và bây giờ là trong người má là đau đớn lắm, tay má là cũng hay vào cái
cái bụng để mà kiểu như đau quá rồi má quào. Với lại khoảng 9 giờ mấy thì cha có mời cha vào làm phép rồi, xức dầu cho má. Và hàng xóm có đến đọc kinh rồi. Và bây giờ coi như là cũng còn thiếu nhiều người lắm. Thì chắc khoảng chiều hay mai gì là chắc đông đủ. Đông đủ thì anh sẽ quay hết tất cả các bác, các bạn nói xuống. Có nhớ em hay không thì theo cử chỉ của má đó thì em thấy đó. Là ngước ngước cái cổ thôi, là như là muốn trả lời, muốn nói chuyện lắm nhưng mà nói không được. Đó. Má rất là nhớ em. Vì trong gia đình tất cả anh và tất cả các anh chị ở đây là đầy đủ hết. Các cháu thì cũng là mấy đứa, còn mấy đứa đi học chưa có thôi. Chứ còn như là đầy đủ, không có thiếu đứa nào hết. Thì trong cuốn phim này đó thì em cũng quay lại để em tưởng nhớ người đã sinh thành ra cho em, người sinh thành em ra. Bây giờ tụi anh có giấu em mấy tháng trước là không cho em biết. Thì mong về vấn đề đó mà em thông cảm cho các anh chị ở nhà. Thì anh chị đây cũng như là chạy thang thuốc cho má, như là hết mình luôn, đầy đủ hết, nhưng mà bệnh của má không thể nào cứu chữa được. Anh chỉ có lời vắn tắt nói cho em hiểu, tụi anh ở bên này còn em cố gắng đó làm, còn ba bên này nữa, ba thì bệnh hoạn, cố gắng bình tĩnh để mà đi làm và phụ giúp ba bên này. Thôi giờ vậy đi rồi, cái gì đến tối nhờ anh. Tối vô quay nữa. Bác Vĩnh nữa. Cá sấu rồi. Không có nói gì. Còn bác Vĩnh với bác Lễ thì đến chiều chắc mới về tới đây kịp. Quay được người nào đó quay đi rồi. Vô đây này. Quay đi thụt lùi ra đó, quay. Vừa về ăn cơm với Vân nó mà bị nắng quá, tí nó xuống rồi ngồi mới gọi điện. Một sương hai nắng cho bao mái đầu buồn phiền.
hiền nằm la triền miên, tiếng ru êm đềm mẹ hiền nằm la triền miên, tiếng ru êm đềm mẹ hiền nằm la triền. Hôm nay là ngày 26, đúng 13 giờ, anh chị và các bác ở đây đã nhận được lá thư của em ở Sydney gửi về. Anh biết rằng trong giây phút này, em nhìn cái hoàn cảnh này em rất là đau lòng. Trong 3 ngày nay, má không đi được, chờ đợi tụi anh chị ở đây không biết rằng má chờ đợi gì. Thì hôm nay anh mới biết rằng má chờ đợi lá thư của em về. Thì giờ đây, khi lá thư về thì má không còn được nghe nữa. Thì trong lúc này, má không nghe nhưng tụi anh quây quần ở bên má đọc lá thư của em gửi về.
cho các bác và anh chị cùng nghe. Lá thư của em viết là như vậy, ba má kính nhớ. Đầu thư con kính chúc ba má luôn vui vẻ mạnh khỏe. Từ khi nghe má mổ vào và mạnh khỏe lại rồi, con rất an tâm và vui nhiều lắm. Dù con có cực khổ như thế nào đi chăng nữa, con cũng rất vui. Má nhớ viết thư chụp hình gửi qua cho con xem nhé. Con nhớ ba má và gia đình nhiều lắm. Hiện giờ con vẫn đi làm bình thường. Hôm bữa con có đến chỗ làm mới, chỗ này làm vất rất nhiều tiền nhưng xa lắm. Mình cần phải có xe hơi thì mới đi làm được. Còn nếu đi xe lửa, con là con gái đi cũng sợ lắm. Nên con quyết định đi học lái xe. Sáng hôm qua đi thi con đã đậu được bằng luật rồi. Con dự định nếu lấy bằng lái xong, con ráng cố gắng để dành tiền để mua một chiếc xe đi làm. Ở đây không có xe cũng bất tiện lắm. Cũng giống như chỗ hôm bữa nó kêu mình đi làm nhưng không có xe đành chịu thua. Hôm bữa Nga con bác sản có nói với con nếu có việc thì kêu nó đi, vì lúc này hàng may ế lắm. Con có kêu địch là nó có xe thì hai đứa đi làm chung, nhưng chồng nó nói xa quá nên không cho nó đi. Con cũng hay gặp Nga lắm, cả cậu Nghĩa nữa. Còn chị Loan đã làm nhà xong chưa? Có gì viết thư qua cho em biết với. Anh Bình lúc này có khá hơn trước không? Vợ chồng anh Thiện ra sao? Bé Mai đã thi tốt nghiệp chưa? Nhớ viết thư cho chị nhé. Còn chị Xuân thế nào rồi? Lâu quá chẳng thấy viết thư cho em. Ngày 15 tháng 4 vừa qua, sinh nhật bé ý, chị có tổ chức cho nó không? Nếu có chụp hình thì nhớ gửi cho em xem với. Hôm bữa em định gửi quà về nhưng chẳng có ai về Việt Nam hết, nên đành chịu. Đợt này em gửi về cho bé ý 50 đô, còn Trang Duy Công bé ba thì nhớ ghi ngày sanh, nếu đến ngày thì em sẽ gửi về, chứ nếu gửi về một lúc thì em không đủ khả năng. Chung thì từ từ nhé. Thư trước sau gì cũng có, đừng lo gì hết. Nếu nói chung em cũng nhớ đến, nhưng trước tiên mình phải lo cho ba má trước đã. Còn anh chị em mình còn lâu dài. Hôm bữa em nhờ Dung đi mua quần áo cho Úc. Đã mua chưa? Cộng là 200 đô, bá ý 50 đô, Úc 50, còn 100 thì của ba má. Má nhớ mua thuốc bổ và ăn uống nhiều vào chứ đừng có hà tiện. Hôm bữa con gửi tiền về má xài đã hết chưa? Nhớ viết thư cho con biết. Nhớ cho con biết với để con còn liệu. Bây giờ đã khuya rồi con đi ngủ. Để ngày mai còn đi làm. Cuối thư con kính chúc ba má luôn mạnh khỏe, tràn đầy ơn Chúa và mẹ Maria. Cho con gửi lời thăm các bác con của ba má Liên. Dung nhớ dẫn Úc đi mua quần áo, còn dư bao nhiêu thì dẫn Úc và bạn bè ăn uống và chụp hình gửi sang cho Liên nhé. Bây giờ trong cái lá thư này thì anh muốn rằng đọc để cho má nghe, và sau đó rằng em biết được rằng anh chị ở đây cũng hết lòng. Cho đến ngày hôm nay đúng 7 giờ 5 phút má không còn sống ở trên cõi đời nữa. Lúc sáng nay là 7 giờ 5 phút ngày 26 tháng 3 tháng 4 năm 1997. Bây giờ anh chị cứ biết rằng quay cảnh này cho em thấy được anh chị cũng rất thương má. Anh biết rằng nếu mà em nhìn cảnh này em cũng rất đau lòng, nhưng hãy cố gắng còn ba. Ở đây anh chị sẽ lo chu toàn hết cái quần như là bên má. Giữ lại nó tư thế này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng có, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, thật là điều phải đạo và xin ơn cứu độ muôn đời. Chính vì Cha đã cho Đức Giêsu Kitô sống lại mà trong lòng chúng con đã bừng sáng một niềm tin vững chắc là được sống lại hiền vinh với Người. Cho nên dù có u sầu vì số phận phải chết, chúng con vẫn thấy được ủi an vì Cha đã hứa ban phúc trường sinh bất diệt. Quá vậy, lấy Cha từ ai, nhưng kẻ kinh tin Cha đều biết rằng sự sống con người chỉ biến đổi chớ không bị tiêu tan. Và khi thời tru ngụ dưới trần gian đang qua đi, chúng con sẽ được về quê trời vĩnh cửu, nơi Cha đã dành sẵn cho chúng con. Con hãy nhớ rằng Đức Giêsu Kitô trong kẻ chết Ngài đã phục sinh. Chúa là ơn cứu độ chúng ta, nguồn vinh quang muôn đời của ta. Rồi cùng nhau chúng ta tìm hiểu về mối tương quan giữa con người với cuộc sống mai sau. Chung cuộc sẽ ra sao? Qua hướng nhìn thật cốt yếu và căn bản đã có, chúng ta nhận thấy hướng tiến nhất định của con người sẽ vượt khỏi không gian và thời gian. Con người hiện sinh thấy rõ rệt rằng con người là một sinh vật bất toàn, hữu hạn, nhưng nó luôn vươn hướng tới chỗ vẹn toàn, vô hạn. Từ những băn khoăn, khát vọng thâm sâu vọng lên nơi bản thể con người qua quá trình tiến bộ của các tôn giáo. Từ những mặc khải còn lu mờ của thời cựu ước, chúng ta nghe những lời mời gọi của Đức Giêsu Kitô đã chấp cánh hy vọng cho con người, ban phát cho con người sức mạnh kiên quyết để phấn đấu tiến lên toàn diện. Các con hãy nên trọn lành như Cha các con ở trên trời là đấng trọn lành. Chúng ta đồng ý rằng về thể chất, con người không thoát được những giới luật giới hạn sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng với ánh sáng đức tin Kitô giáo cho chúng ta thấy, sau đêm tối cũng như sau bức màn che phủ xác thân là bình minh rực rỡ, con người tiến sang miền quê hương nơi mặt trời không bao giờ lặn nữa. Con người thiết yếu vượt qua cuộc lữ hành trần gian để tiến vào thế giới mới, trời mới, đất mới. Vì trời cũ, đất cũ đã qua đi, biển không còn. Nơi đó, con người được gặp đấng ngự trên cao, Ngài phán: Này, ta làm mới lại mọi sự. Thiên Chúa sẽ ở giữa loài người.
loài người sẽ là dân của Chúa. Thiên Chúa sẽ là Chúa của họ. Thiên Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ nơi mắt họ. Họ sẽ không còn phải chết nữa. Phiền muộn, rên than và vất vả, cực nhọc không còn nữa, vì các điều cũ đã qua đi. Thank you.
kiểm tra tăng nha. Kiểm tra tăng nha. Điều trị cái chết của người thân, chúng ta cũng không ai khỏi đau buồn. Tuy nhiên chúng ta là người Công giáo có đức tin, chết là về với Chúa. Do đó, anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta phải sự nghi thức tổng điểm. Chúng ta thành phần cầu nguyện cho bà Anna Nguyễn Thị Mong mới qua đời. Xin Chúa ban thưởng cho bà Anna sau khi kết thúc cuộc đời trần thế được về quê trời vui hưởng cuộc sống đời đời. Vì chúng ta tin chắc rằng sự chết chưa phải là kết thúc tất cả, nhưng là cửa ngõ tiến vào sự sống đời đời. Chỉ biến đổi chứ không bị tiêu tan. Bà Anna Maria Anna Nguyễn Thị Mong đã được chịu phép rửa, đã khởi sự đời sống vĩnh hằng ngay khi còn sống ở trần gian. Chúng ta cầu nguyện cho bà Anna, hy vọng bà được hưởng vinh quang phục sinh với Đức Kitô. Khi thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, quan nhắm lại rồi lại thấy tương lai. Chọn kiếp người sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Lạy Chúa, Chúa đón nhận lời cầu khẩn chân thành và Chúa biết cả những điều chúng con hẳn mong ước. Chúng con cầu nguyện cho bà Anna Nguyễn Thị Mong mới lìa bỏ chúng con, ước gì bà Anna được sống bên Chúa, vui hưởng bình an với tất cả những ai Chúa đã gọi vào nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Ta hãy lắng nghe lời Chúa để đức tin, đức cậy và lòng bệnh của chúng ta luôn luôn được nuôi dưỡng và củng cố. Tôi đã được nghe lời thiên sứ nói như sau. Thời đó, Mikael, vị chỉ huy tối cao, đấng đã thường che chở dân người sẽ đứng lên. Đó sẽ là một thời ngoặt nghèo nhưng chưa từng thấy từ khi có các dân cho đến bây giờ. Thời đó, dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa. Trong số những kẻ được an nghỉ trong bụi đất, nhiều lúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Các hiền sĩ sẽ chói lọi như mặt trời rực rỡ. Những ai làm cho muôn dân nên công chính, đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, ước chi lời cầu nguyện của chúng ta trong giờ phút này giúp chúng ta cùng chia sẻ một niềm hy vọng. Lạy Chúa, bà Anna Nguyễn Thị Mong là người thân thích đã lìa bỏ chúng con. Xin cho bà Anna được mau về với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho người khác tiếp tục. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa thương tha thứ mọi tội lỗi cho bà Anna Nguyễn Thị Mong đã trọc phạm vì yếu đuối. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong tâm hồn chúng con luôn mãi. Xin Chúa nhận lời chúng con. Anh chị em thân mến, trước cái chết của bà Anna Nguyễn Thị Mong đang làm cho chúng ta đau buồn. Nhưng một niềm tin cậy và yêu mến, chúng ta cùng nhau chạy đến với Chúa Giê-xu, cùng với người chúng ta hãy thưa lên rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy mẹ Maria cũng là người từng trải qua thử thách đau thương, nhất là khi người đứng dưới chân thành giả Chúa. Xin mẹ nâng đỡ chúng ta trong cơn thử thách này,
Cho con một Chúa là Đức Giêsu khi tôi xuống thế chịu khổ hạnh thập giá vì chúng con. Giờ đây chúng con kể vào lòng nhân từ và quyền năng của Chúa mà xin cho người anh chị, người chị em của chúng ta là bà Anna Nguyễn Thị Mong được chia sẻ vinh quang với Đức Giêsu Kitô đấng đánh bại thần chết, và xin cho bà Anna được tham dự vào đời sống phục sinh của người đến muôn thuở muôn đời. Chúng ta cũng dâng lời cầu nguyện lạy Thiên Chúa toàn năng ngàn ngầu. Khi tạc thành phụ trợ hình, Chúa đã chúc phúc cho tất cả. Khi ngôi lại nhập thể, Chúa đã thắng hóa cách lạ lùng hơn. Cổ xin Chúa chúc lành cho việc quan tài này mà thể xác bà Anna Nguyễn Thị Mong sẽ được gia phó như chiếc nhà tạm trong lúc chờ đợi ngày quang lâm huy hoàng của Đức Giêsu Kitô đang ngự đến bên hầu Chúa Cha trong đời. Yeah.
được gia thân thánh hóa, sẽ thông vào ngàn phương. Từ nay chị Anna, con của cha đã nhắm mắt lờ đời, không còn nhìn thấy sáng trần gian nữa. Xin cho chị được ơn mà mọi người chúng con đều mong mỏi, là hân hoan nhìn thấy cha Đức đã thương dựng nên chúng con để muôn đời được sống bên cha. Chúng con cầu xin cha nhờ Đức Giêsu Kitô con cha Chúa chúng con, là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng cha, hiện nhân qua Chúa tất thần lễ muôn và muôn đời. Amen. Mong đầu gọi tín hữu Chúa Kitô, anh em thân mến, giờ đây Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ điên chết. Vậy sự chết bởi mọi người thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi mọi người, cũng như mọi người đều phải chết ở Adam thế nào thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Đức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình. Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Đức Kitô, những kẻ đã tin người xuống thế rồi người sẽ đến sau khi chăng vương quốc tại cho Thiên Chúa Cha. Nhưng người còn phải cai trị cho đến khi người đặt mọi quân thù dưới chân người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt nhưng khi người tuyên bố mọi sự đều quy phục người, dĩ nhiên phải trừ ra đấng đã bắt mọi sự quy phục người. Nhưng khi mọi sự đã quy phục người thì bây giờ Chúa Con cũng sẽ quy phục đấng đã bắt mọi sự quy phục mình, ngõ hầu Thiên Chúa nên mọi sự cho mọi người. Đó là lời Chúa. Sao xuyến hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con, và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng, lạy Thầy, Giê-su đáp, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Chúng ta đang ở trong mùa phục sinh. Nhắc lại một việc Chúa Kitô chết và sống lại. Còn Ngài đã sống lại, Ngài về với cha Ngài. Và cái lời của Chúa Giê-xu nói trong tin mừng hôm nay là Ngài về để dọn cho chúng ta một chỗ. Đây là niềm tín tưởng và niềm hy vọng của mỗi người chúng ta. Chúng ta ở đây, kẻ trước người sau cũng sẽ ra đi. Chúng ta phải qua cửa chết như Chúa Kitô, như lời Thánh Phaolô vừa nhắc nhở cho chúng ta trong bài đọc thứ nhất. Nhưng mà Ngài chết là Ngài phục sinh. Phục sinh đây không phải là ngồi hồi sinh như Lazaro hồi sinh trở lại cuộc sống ngày trước. Nhưng Ngài là được biến đổi, trở nên thiêng liêng, đi vào vinh quang của cha Ngài. Dài Ngài hay ngắn Ngài, rồi trước sau chúng ta cũng sẽ ra đi. Cái chết là cửa ngõ để chúng ta bước qua bên kia thế giới mới, thế giới của hạnh phúc, không còn đau đớn bệnh hoạn nữa, không để còn nghèo đói, không còn bị bắt hại, nhưng mà là nơi hạnh phúc muôn đời. Chúng ta đi vào cuộc sống vinh quang của Đức Chúa Cha.
Vậy thì ngày hôm nay chúng ta thấy người chị em của chúng ta là chị Anna Nguyễn Thị Mong đã được Chúa kêu bà về với Ngài. Thì Chúa cũng chọn cho chị. Vì thế ngày hôm nay tuy là buồn, ai cũng buồn cả, vì người thân ra đi làm sao cũng quá buồn theo tự nhiên. Nhưng mà chúng ta biết rằng là chị Mong chỉ là chấm dứt cuộc đời đau khổ trần gian này. Và cũng với tên chị Mong về với cha trên trời để được hạnh phúc với Ngài. Thì giờ đây chúng ta chắc rằng là chị đã về với cha trên trời. Như vậy chân con là tài vinh hoa cho tất cả anh em chị em trong tôn giáo chúng ta. Đó, chúng ta cũng đại thưa, chúng ta đang không cần mặt chị em chắc cái gì một trên ngài ôi trái tim
các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là màu nhiệm đức tin. Lời Chúa, chúng con loan truyền việc Chúa chịu trên và tin xưng việc Chúa xong lại cho tới khi Chúa lại đến. Thì trên này cha, giờ đây đừng giao công cha đã hiểu biết và xong lại. Chúng con dâng lên cha bánh trường sinh và chánh cứu đồ này để tạ ơn cha đã cho chúng con được đến nước tôn nhan và tế lễ phục thờ. Chúng con vui xin cha cho thân tận liên kế chúng con nên một khi chúng con dự thiện mình và máu được ký tô. Lạy cha, xin cho đến hội thánh cha lan rộng khắp hoàn cầu và làm cho hội thánh đến hoàn hảo về đức mẹ. Thân niệm hiệp thân về đức thánh cha Gioan Phaolô, đức cha Nicola Hình Văn Nghi, giám quản giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ và cộng đồng dân thánh cha. Lạy cha, xin cha chúc lành cho tăng gia, cho cộng đoàn thẩm giáo chúng con, bất phân tôn giáo, để tất cả anh chị em chúng con đoàn kết yêu thương nhau, để chúng con cùng nhau tiến về nhà cha. Xin cha nhớ đến linh hồn Anna mà cha đã gọi ra khỏi đời này về với cha. Dự vi tinh thần này, người tín hữu này đã cùng chết với Chúa Kitô, xin cha cho được cùng sống lại với người. Xin cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang nghỉ chờ ngày sống lại và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của cha. Đặc biệt xin cha cho đến các bậc tổ tiên và thân bằng kiếm được chúng con là lìa khỏi thế. Xin cha tại được quý hiển ánh sáng tôn nhan cha. Sau khi xin cha đồng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời cùng với đức trinh nữ Maria thánh mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ, các thánh tử đạo tạm biệt bao nhiêu quý của cha. Chính nhờ Đức Kitô cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô hiệp nhất với Chúa Thánh Thần mọi vinh quang và Amen. Con là Chúa Thượng Thế và theo lời người dạy chúng ta giả nguyện rằng xin Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy xin Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy xin Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Lạy xin Thiên Chúa đứng xóa tội trần gian. Chúng ta được mời đến dự tiệc tiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con nhận thánh Chúa ngự vào nhà con, được xin Chúa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chứa chan vô vàn. Xưa ta bước đi lạc loài từ chốn mịt mờ. Và đón nhận người thân của chúng ta đã đáp tiếng gọi của Ngài ra đi trước chúng ta. Được về cùng Ngài. Được Ngài cho hưởng phúc thanh nhàn trên thiên đàng ngàn đời. Đó chính là niềm hân hoan vui sướng. Là phần thưởng quý báu nhất của người ra đi cũng như hết mọi người còn sống hằng ước mong. Mời quý vị cùng hợp giọng cất lời cầu xin ba ngôi Thiên Chúa là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ngự đến để soi sáng, sưởi ấm và đốt cháy ngọn lửa yêu mến trong tâm hồn mỗi người chúng ta để cầu nguyện cho người quá cố. Như nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, đem xuống cho con hồng ân tràn chứa, trau dồi cho đang ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa mỗi con phải nghe lời con thiết tha, tình thương mến ơn vô con ngày đêm, nhuận thâm sáng hồn tràn lan thân lên ơn của con ngày đêm, nhuận thâm sáng.
Người cha nhân từ, xin rủ lòng từ bi, khoan dung, xót thương người tôi tá Chúa đây là linh hồn người thân yêu của chúng con đã được Chúa thương gọi khỏi thế gian về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin cho chúng con, những người đoàn tụ, quay quần nơi đây cũng được diễm phúc như linh hồn này để cất lời mừng vui ca hát. Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Khi dân Sion qua khói kiếp lưu đầy, tôi vẫn cứ như hư còn, song hoài giấc mơ triền miên. Nước xuôi miền Nam khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Buồn lời ca khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong mùa giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Cùng linh hồn người quá cố, chúng con xin mẹ Maria nâng đỡ, chở che và cầu bầu cùng Thiên Chúa. Xin Ngài sớm đưa linh hồn người quá cố về thiên đàng, hưởng phúc muôn đời như lòng tin tưởng, yêu mến, trung thành, phó thác mà người quá cố đã đặt nơi mẹ Maria suốt đời. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa cho chúng con và linh hồn người quá cố. Tha thiết bao la, mẹ
qua đời, thì con đại diện cho các anh chị diễn viên cùng với lại các em cấp 5 hôm nay đến đây để đầu tiên là chia buồn cùng gia quyến, sau đó là dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Anna được sớm về với Chúa. Vậy để bắt đầu, xin mời cộng đoàn cùng với lại các em chúng ta hát bài xin Người ơi hãy nhớ. Người ơi hãy nhớ, đi sâu tâm tư, chớ quên chân lý này. Là tình ngồi hai Giêsu Kitô, Chúa ta là con Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa cộng đoàn dân Chúa tại đây, với đức tin của người Hội Thánh Công Giáo, chết không phải là hết, mà là bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của người lữ hành. Sau bao ngày tháng lang thang vất vả nơi đất khách quê người, nay đã trở về quê nhà đích thực để hưởng ơn an bình và hạnh phúc vĩnh cửu. Do đó, chúng ta tin rằng người thân của chúng ta mà thân xác đang còn ở đây đã được diện kiến Cha trên trời khi vừa tắt thở, nhưng đã là con cháu A Dông Vạ và khi còn tại thế, không nhiều thì ít, người quá cố đây đã có lần sơ xuất trong việc giữ và sống tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Chính vì lẽ đó mà giờ phút này cộng đoàn chúng ta tụ họp nhau đây để khẩn cầu cùng Thiên Chúa là Cha nhân từ, nhờ máu thánh của Đức Kitô đổ trên thập giá, hãy tẩy sạch mọi tội vạ cho linh hồn người quá cố và sớm đưa về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng. Vậy chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha Đức Kitô, cũng là Cha của chúng con, xin Cha hãy lấy lòng nhân từ thương xót linh hồn Anna là con cái Cha mà Cha hằng yêu thương, tha thứ mọi hình phạt tạm, vì khi còn sống linh hồn này đã cố sống trung thành với tin mừng của Ngài cho đến giây phút cuối cùng. Vậy chớ gì nhờ lời cầu nguyện thiết tha của chúng con đang tụ họp nơi đây và nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, xin hãy sớm đưa linh hồn Anna về hưởng phúc với Cha, cùng với Chúa Con và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Tha thiết bao la, mẹ ơi con yêu.
xuống đây để lạy má, để tiễn đưa má đến nơi an nghỉ cuối cùng. Thank you.
giờ đi. Ah!
sau cung bình và vừa được thì ra khỏi trần gian này và đưa thầy kia và mang chúng con tin rằng cha đã cho con cha đã chết được sống lại. Xin nhờ mọi điều đau thương con là xin cha lấy lòng bao dung bao cho thì là cái trong hoài khi con cha là đúng cứu độ hạnh phúc sống được làm đúng cảm xét đầy lòng từ bi chúng con cầu xin cha nhờ được ý to chúa chúng con Thank you.
giờ phút này, chúng con xin ký thác cho Chúa linh hồn người thân yêu của chúng con đã đáp tiếng gọi của Chúa ra đi trước chúng con. Đoà đầy thân cô thế, ai ai cũng cười thế. Dù thế con vẫn trông cậy vì Chúa Thiên Chúa của con. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn này trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn này trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn này trong tay Ngài. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn này trong tay Cha. Âm mưu kẻ thù con, lạy Chúa xin tỏ nhãn người nhìn đến tôi tớ Chúa đây. Này ai luôn tin kính Chúa hãy mừng vui ngang. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn này trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó hồn này trong tay Ngài, vì Chúa đã cứu chuộc con. Lạy Chúa là đấng linh chung. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn này trong tay Cha.
rồi từ đó hóa thân cát bụi, về với gió song kiếp thân phận người. Này dương gian phù phiếm xa hoa, này dương gian chỉ là hư vô. Ra về xin hãy đoái thương xem, bao năm tháng tôi trôi biết bên bờ đâu. Ra về nơi vực sâu lòng tôn thức, xin cho con đường bình yên. Vùng u tối bước chân dã rời, đời đã chọn mang xác thân xa đọa. Hồn tôi ơi giờ đến nơi đâu, sầu vương lên lệ bờ khóe mi. Ra về giọt nước mắt tuôn rơi, xin thương xót chúng con chớ chấp tội chi. Đời đã chọn mang xác thân xa đọa,
hồn tôi ơi giờ đến nơi đâu, sầu vươn lên lệ mờ khóe mi, ra về giọt nước mắt tuôn rơi, xin thương xót chúng con chớ chấp tội chi. Chốn này vì ta đó nên Chúa thân đọa đầy, nào ai hay thuyền vẫn buông trôi, nào ai hay cạn bờ thương đau, xa về bao sóng tố mây mưa mang thân xác đông đưa giữa chốn trần gian, xa về con khẩn cầu mà đưa linh hồn thân nhân chúng con qua chốn liên hình. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng nung nấu vô cùng đớn đau. Xin Chúa hãy thứ tha những lỗi lầm, những vướng mắc cho linh hồn người thân của chúng con, cũng như cho cả chúng con nữa, những người còn sống đang quây quần nơi đây để cầu nguyện và tiễn biệt linh hồn người mới qua đời này. Xin Chúa thứ tha mọi tội lỗi, để từ bây giờ cho đến ngàn thu, linh hồn này sẽ reo vui, mừng hát, tán dương tình thương bao la của Chúa. Xin cho con luôn sẵn sàng để khi Chúa đến gõ cửa gọi, con sẽ thưa cùng Chúa. Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa phán đi, xin cho con được kính lạy Chúa lần chót trên dương gian, trên mặt đất này. Khi Chúa gọi con ra đi, hành trang con có để đến với Chúa không phải là những chiến lợi phẩm, danh vọng, của cải, chức quyền, mà là những thất bại ê chề cùng muôn nỗi sầu vương vấn con đang mang trong cuộc sống nơi trần gian. Nhưng con không để Chúa về tay không, con xin hiến dâng mạng sống con với tất cả những gì con có là con. Trời kia
xa cách muôn trùng xa cách, ôi nay con làm chi đền đáp biết sao cho vừa, mãi luôn đời con tri ân tình Chúa thiên đình. Say hi. Thank you.
chim đàn tung cánh bay, tung cánh bay ngàn ước mong về, ngàn ước mong về.